Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 2024. Em có xin lỗi mọi người là video hôm nay em đăng trễ nửa tiếng so với thông lệ nha. Tại vì em có một số công việc á, cũng có thể là sắp tới là video mà sắp tới là video ngày 10 tháng tháng 4 á, có thể là em sẽ bị bỏ lỡ một video đó nữa do công việc nhà đột xuất. Nhưng mà cũng có thể là em sắp xếp kịp thì em cũng vẫn đăng, nhưng mà lỡ không kịp thì em cũng xin lỗi trước. Rồi, đầu video thì em cũng thông báo là cái cước phí vận chuyển bên em á, là cũng như thường lệ là 400 ngàn trở lên thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho khách hàng. Video hôm nay em sẽ giới thiệu một số mẫu quần áo được em mua trực tiếp từ bên Nhật về. Anh chị nào nhớ để ý cái size, đúng cái size của mình thì hả chốt nha. Thường á, khi em công bố một cái size nào để cho cái người nào mặc vừa là em dựa trên chiều cao trung bình của một người là 1m65. Sau đó em sẽ quy ra cân nặng, rồi em đọc cái cân nặng đó vô từng cái món đồ. Ở đây có những món đồ cái chiều ngang nách nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà do nó là thuộc về dạng thun giãn rất là tốt, cho nên là có thể cái người trọng lượng cao tí xíu vẫn mặc vừa. Và đặc biệt anh chị mình để ý ha, ở trong cái video hôm nay cũng có một số áo, mẫu áo đó, nó có cái chiều dài khoảng 63, 64, 65 cm. Có nghĩa là cái người nào mà cao quá đó, khoảng từ 1m67 trở lên là mặc vô là nó sẽ ngắn nha, nó sẽ bị ngắn nha. Nhưng mà thường em thấy những cái mẫu đồ mới mấy cô rơ mặc bây giờ, mấy cô rơ chuyên nghiệp nó mặc thì em thấy nó cũng mặc ngắn ngắn thôi chứ cũng không có dài. Nhưng mà do mình mặc ngắn không quen á, cho nên mình thấy ngắn thì nó kỳ. Thì anh chị mình để ý nha, cái chiều dài của cái áo giùm em nha, chứ để anh chị mua về mặc vô nó sao ngắn quá trả lại thì cũng tội nghiệp em ha, lúc đó là em sẽ không nhận lại nha. Rồi, ok, em vô cái món đầu tiên. Anh chị chốt món nào chỉ cần nhắn tin qua Zalo với em là chốt một cái là được rồi. Còn gọi điện thì có thể em nghe máy được, hoặc có thể em nghe máy không kịp thì cũng thông cảm giùm em nha. Rồi, ok, em vô món đầu tiên ha, là cái áo số 1. Cái áo này có chiều ngang nách là 46, chiều dài là 65 nha. Chiều dài 65 nha mấy anh chị. Thì dành cho những ai từ 60 cho tới 65 kg mặc vẫn vừa. Mặc dù chiều ngang nách chỉ có 46 thôi, nhưng mà 65 kg hoặc 67 kg mặc vẫn vừa. Và đặc biệt nha, khi em công bố hai cái kích thước đó đó là 60 cho tới 65 kg á, thì ai 60 kg mặc vô nó sẽ hơi rộng một chút, và ai 65 67 kg mặc vô nó sẽ ôm vô người nha. Rồi, cái áo này giá là 680 ngàn nha. Cái áo này chất liệu thun rất là mát, phía sau lưng nó giống như là lưới vậy đó mọi người, giống như lưới vậy. Cái tay cũng khá là dài ha. Cái áo này nó nhẹ như giấy luôn, cầm lên nó nhẹ hiều. Cái áo này make in Italy ha. Áo này là giá là 680 ngàn nha. Cái mình sau lưng của nó giống như lưới vậy nè mọi người, nhìn ha, nhìn thấu qua bên kia luôn. Và phía trước nó cũng vậy nữa nè, cái phần màu đỏ này nó cũng giống như là lưới luôn vậy. Giãn 4 chiều luôn, này là thun giãn 4 chiều, cho nên nó cái người 65 67 kg mặc vẫn vừa nha mọi người. Áo này là hàng, cái đồ này là hàng dùng lướt cho nên là nó còn khá là đẹp nha. Rồi, mã số 1 nha, dành cho những ngày 60 tới 65 kg, giá là 680 ngàn. Cái này là made in Italy. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cái thương hiệu Lacoste. Lacoste áo con gà hiệu Lacoste ha, còn khá là mới. Mã số 2 có chiều ngang nách là 45, chiều dài là 69, dành cho những ai từ 60 cho tới 67 kg, giá là 750 ngàn nha mọi người. Cái này là một cái thương hiệu Lacoste nha, của Pháp, còn khá là mới, chất liệu thun cũng mỏng nữa nha. Cái này là chất liệu thun mỏng mặt mát đây nha mọi người, giá 750. Trên cái áo đó, nó để là size S, nhưng mà em đã ướm thử rồi, em cho người 67 kg mặc vô vẫn vừa, là do cái chất liệu thun nó rất là giãn. Đây là chất liệu thun của nó nha, tem của nó nè. Rồi, ok, này là áo Lacoste rồi thôi, thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi, không còn gì để nói rồi. Rồi, mã số 2 giá 750 dành cho những ai 60 cho tới 67 kg. Rồi, tiếp theo là mã số 3 này ha. Mã số 3, ồ, cái áo này nhẹ quá trời nhẹ luôn, cầm lên nó nhẹ ha. Áo số 3 là cái áo Catalyst, cái áo này còn y như mới, mới hơn hai cái này nãy nữa.
Rồi mã số 3 có chiều ngang nách là 40, chiều dài là 63, dành cho những ai từ 55 cho tới 63 kg, giá là 900 ngàn. Cái áo này giá 900 ngàn. 900 ngàn thì nó có cái chất lượng của 900 ngàn nha mấy anh chị. Đây là phía sau ha. Phía sau đơn giản thôi nhưng mà nó rất là nhẹ luôn, nhẹ đúng là cầm lên nó giống như không có không không có cầm vậy. Nó là lưới không à, nó toàn là lưới không à. Cái này để em kiếm cái tem coi nha, Made in Hungary. Cái này của Hungary sản xuất. Đây là cái tay của nó nè, cái phần tay áo của nó nè ha. Tay áo của nó cũng là một miếng lưới luôn mọi người. Một miếng lưới luôn. Cái dạng áo này á, là mặc khi mặc nó ôm vô cái bắp tay của mình rất là đẹp luôn. Nó là một miếng lưới nha, chứ nó không phải là nó gấp lại nó may giống như mấy thằng kia. Cho nên khi mặc nó sẽ ôm vô cái tay mình dữ lắm. Áo này quá trời nhẹ luôn, cầm lên hết sức nhẹ. Rồi. Mã số 3. Giá là 900 ngàn dành cho những ai từ 55 cho tới 63 kg. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là cái áo Shimano ha. Cái này trong đây nó để là size M. Đây. Wow, áo còn mới quá. Mấy cái áo mà nó có cái màu sáng á, mà nó mà bị cũ là mình biết liền là nó mờ, cái màu sáng nó mờ liền. Mã số 4. Dành cho những ai từ mã số 4 có chiều ngang nách là 49, chiều dài là 70. Dành cho những người 63 hoặc là 68 kg mặc là vừa. Giá là 650. Giá 650 nha. Đây là phía sau ha. Đây là hàng dùng lướt cho nên nó còn mới gì lắm anh chị ơi. Em kiếm cái tem nó coi. Cái tem đó là Made in Romania. Rồi cái này là của Romania sản xuất nha. Đây cũng là một loại thun mỏng nữa nha, chứ không phải là thun dày nha, nhìn xuyên qua đằng trước luôn. Cái độ mới của nó thì anh chị nhìn là cái màu trắng nè, nó còn mới tinh nè. Còn rất là mới luôn. Cái tem mà nó còn mới thì bên trong nó còn mới lắm. Rồi mã số 4 giá là 650 ngàn dành cho những ai 63 hoặc là 68 kg nha. Bài giá nè. Rồi mã số 5. Đây. Mã số 5. Có chiều ngang nách là 53, chiều dài là 70, dành cho những ai 65 cho tới 70 kg mặc vừa. Giá là 450 ngàn. Giá 450 ngàn sao còn mới như vậy? Không, còn mới quá. Giá là 450 ngàn. Trong cái áo nó để là size L. Để em coi Made in ở đâu nha. Em chưa thấy chữ Made in. DK. Trong đây không thấy chữ Made in nha anh chị. Nhưng mà thun của nó là thuộc dạng là cũng là thun loại mỏng thôi, chứ không phải là loại dày nha. Thun loại mỏng thôi. Nó cũng nhìn thấy qua được tới bên đây luôn. Đặc biệt là nó còn rất là mới nha. Mấy cái màu vàng này mà nó cũ là nhìn là nó xuống màu là nhìn biết liền. Rồi ok, mã số 5. Giá 450 dành cho những ai 65 cho tới 70 kg. Một cái thương hiệu DK nha. Nhưng mà nhìn thì không thấy Made in. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 này là Made in USA nha. Số 6 này size to nha mọi người. Số 6 này là có chiều ngang ngách là 53, chiều dài là 73, dành cho những ai 65 cho tới 70 kg mà. Giá chỉ có 400 ngàn thôi mọi người. 400 ngàn thôi. Cái này là Made in USA nha. Cái lưng nó ngầu hết sức không? Giống như mấy ngọn lửa đang cháy hay gì á. Ở đây có sọc đỏ trắng giống như cờ Mỹ quá ha. Made in đâu? Đây là Made in đâu đây nè, chữ nó nhỏ quá. Made in USA. Chữ nó hơi nhỏ. Đây là chất liệu thun của nó ha. Nó giống chất liệu thun của cái áo hồi nãy luôn đó, cái áo Shimano, cái áo mới mới màu vàng vừa rồi đó. Rồi, ok, mã số 6, giá 400 ngàn thôi mọi người, 65 70 kg mặc là vừa. Tiếp theo là mã số 7 là một cái thương hiệu Lacoste.
mấy cái áo mà màu sáng sáng như vậy là nếu mà nó cũ là mình nhìn mình dễ biết lắm nha. Nhưng mà cái này là hàng dùng nước cho nên nó còn khá là mới. Mã số 7 có chiều ngăn nách là 53, chiều dài là 74, dành cho những ai từ 65 cho tới 70 kg, giá là 750 ngàn. Một cái thương hiệu Lacoste của Pháp nha, hiệu con gà đó. Áo này dành cho những ai không thích màu mè hoa lá hẹ ha, đẹp quá, còn mới tinh nè. Cái logo của nó nè, cái logo nó còn mới như vậy nè. Em kiếm cái tem nữa nha, tem nó thì em không có thấy make in nha, chỉ thấy chữ Nhật. Thường mấy cái áo Lacoste đó ít có để make in quá, mà thấy là chữ Nhật là nhiều. Rồi ok, áo này đẹp quá chị ơi. Ai vừa cái áo này thì lụm liền, quá trời mới luôn à. Thun mỏng nữa, cái màu trắng của nó mọi người nhìn nó rất là sáng luôn. Rồi mã số 7 giá là 750 ngàn, dành cho những ai 65 cho tới 70 kg. Tiếp theo là số 8. Đây này coi, mã số 8 rồi, để em coi trước cái nha. Made in Italy. Cái này là made in Italy nha. Thùng của Ý, Ý sản xuất. Có cái hoa tiết rất là đẹp. Cái này là thương hiệu của Vinalini hả? Rồi, mã số 8 có chiều ngăn nách là 51, chiều dài là 73, dành cho những ai từ 65 cho tới 70 kg, mà giá là 650 ngàn. Một cái áo made in Italy. Áo này rẻ. Áo này còn đẹp nhưng mà giá lại rẻ, là do em mua rẻ. Em mua cái áo này giá rẻ cho nên em để em bán theo cái giá mà em mua vô nha. Chứ thật ra nó còn khá là mới nha. Thun của Ý nè. Tem của nó nè, tem của nó để là số 4. Thường đồ của Ý nó hay để số chứ nó không có để chữ M, L như người ta. Áo này còn đẹp quá. Rồi, mã số 8, giá 650. Dành cho những ai 65 cho tới 70 kg. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Em để cái số ở dưới kế bên cái món đồ, cái sản phẩm á, để cho anh chị mình dễ theo dõi. Ví dụ anh chị mình thích cái món đó, chụp cái màn hình có kèm cái mã số của món đồ vô là em sẽ biết liền. Cái này nó để là make in Thổ Nhĩ Kỳ. Trời ơi, Thổ Nhĩ Kỳ, một cái khối của châu Âu á. Cái tay của nó đã quá, cái tay nó là một miếng thun nha. Cái dạng áo này là mặc là cái tay nó sẽ ôm vô bắp tay của mình nha. Chữ Canon đeo. Ai chạy xe Canon đeo là lụm cáo này liền nha. Cái thun nó mềm, nó mịn như lụa vậy đó. Rồi mã số 9 có chiều ngăn nách là 45, chiều dài là 69, dành cho những ai từ 50 cho tới 60 kg. Giá là 800 ngàn. 800 ngàn. Một cái áo có chữ Canon đeo ở trên vai và bên hông này cũng có chữ Canon đeo nữa nè. Đơn giản, phía sau cũng đơn giản thôi ha, có logo Canon đeo, có cái dây kéo để đựng tiền ha. Cái chất liệu thun của cái này nó giống như lụa, cầm vô nó giống như lụa vậy. Mọi người nhìn nè, thun này giãn 4 chiều nè. Cái tay cái áo của nó đây, tay áo của nó là như vậy. Đã cái dạng mà tay áo mà một miếng thun như vậy nè, khi mặc vô nó đã lắm mọi người ơi, nó ôm vô cái tay mình đã cực kỳ luôn. Rồi ai vừa cái áo này thì lụm liền nha, áo này quá trời đã luôn rồi, cầm lên nó đã cái tay hết sức. Rồi mã số 9 giá 800 ngàn, dành cho những ai 50 cho tới 60 kg. Và anh chị nhớ ví dụ như 60 kg mặc vô nó sẽ vừa với cái người mình luôn nha, nó vừa ôm vô người luôn nha. Còn nếu anh chị 60 kg mà thích mặc rộng rộng thì đừng nên chọn cái mẫu này nha, đừng nên chọn mã số này. Tại vì em đã đọc là từ 50 cho tới 60, nghĩa là ai 50 mặc thì nó mới rộng một chút, còn 60 mặc nó sẽ ôm sát vô người. Chấp nhận như vậy thì hả, chốt đơn giùm em nha, còn không thì thôi ha, lựa cái khác. Cái like của nó có mấy cái nút ở đây để làm gì em cũng không biết nữa nè, có mấy cái nút bằng nhựa ở đây nè. Thôi vậy cho qua đi. Rồi số 9 xong rồi, tới số 10. Anh chị mình khi mua đồ á,
mà có cái chi tiết nào mà em chưa có quay á, hoặc em chưa có nói á, thì anh chị mình nhắn tin hỏi giùm em nha. Rồi, mã số 10. Có chiều ngắn lách là 45, chiều dài là 66, dành cho những ai từ 50 cho tới 57 kg, giá là 800 ngàn. Em nghĩ là cái áo này cỡ 57 58 kg mặc vẫn được. Tại vì chất liệu thun nó giãn, nó rất là giãn nha. Nhưng mà anh chị nhớ ha, cái áo này chiều dài nó chỉ có 66 cm thôi nha. Anh chị nào mà cao quá là mặc vô nó sẽ hơi, nhìn nó sẽ hơi ngắn nha. Mà thật ra là áo mới bây giờ, áo mới đạp xe bây giờ, đời mới bây giờ toàn là ngắn không à. Mấy anh chị thấy mấy tay courier mà đua đua xe chuyên nghiệp á, là mấy anh chị sẽ thấy nó mặc áo ngắn ngủn à, qua cái rốn một chút xíu. Đây là phía sau ha, đẹp cực kỳ luôn. Áo này em rất thích cái chỗ là cái tay áo của nó, em rất thích. Đây là cái thương hiệu Lacoste ha, cái thương hiệu của Pháp á. Cái lưng nó là nó giống như lưới vậy nha, mình nhìn là mình nhìn thấu, giống như thấu qua bên kia luôn. Phía trước cũng vậy luôn, cái loại thun nó là thun lưới. À, anh chị nhìn cái tay áo của nó nha, đây cái tay áo của nó là nguyên một bản thun bự khoảng 9 cm như vậy nè đó. Khi mà mặc á, nó sẽ ôm vô cái bắp tay của mình rất là đã luôn. Đây nè, một miếng thun nha, một miếng thun khoảng 9 cm. Em khoái mặc cái áo, mà những cái áo mà có cái miếng thun bao cái tay như vậy nè, mặc vô cái tay nó ôm vô cái tay rất là đẹp luôn. Áo này quá trời đẹp rồi, còn mới lắm nha, màu trắng này còn tươi. Rồi mã số 10, giá là 800 ngàn, dành cho những ai từ 50 cho tới 57 58 kg mà. Rồi tiếp theo là áo số 11. Áo số 11. Rồi để em coi coi có make in gì không đây. Make in da băng. Áo số 11 này là make in da băng. Nhưng mà cái chất liệu thun nó em nhìn giống như thun của Ý vậy đó. Rồi áo mã số 11, có chuyện nách là 44, chiều dài là 67, dành cho những ai từ 50 cho tới 55 56 55 56 kg. Là giá là 600 ngàn nha. Cái áo này là make in da băng. Giá 600 ngàn. Đây là phía sau ha. Tất cả hàng thì cái nào mà nó bị cũ quá là em sẽ nói nha. Còn nếu mà em không công bố mà nó cũ quá, có nghĩa là đây là hàng dùng lướt. Còn khá là mới thì em cũng không lặp đi lặp lại hoài cái chữ mà còn mới vậy, nhưng khi anh chị nghe em dễ bị nhàm chán. Chỉ có cái nào mà cũ thì em sẽ nói là cái này nó hơi cũ, hơi xuống màu cho anh chị coi. Còn riêng cái này là mới nha. Mấy cái họa tiết này nè, những cái màu nổi vậy nè, cũ là nó xuống màu liền. Áo này make in da băng, trong áo nó để size M. Rồi ok, mã số 11, giá 600 ngàn, từ 50 cho tới 55 56 kg mặc là vừa. Rồi áo số 12. Áo số 12. Đây, cái áo này hình như Italy hay là cái gì đây nè. Áo này của Germany, à của Đức. Áo này của Đức sản xuất nha. À, áo số 12 có chiều ngăn nách là 45, chiều dài là 72. Dành cho những ai từ 55 cho tới dưới 65 kg mặc là vừa. Áo này của Đức sản xuất. Ồ, cái màu nó còn tươi quá. Cái này dành cho những ai thích chim cò nha. Quá trời chim cò luôn rồi. Mọi người nhìn cái chất liệu vải của nó ha, em quay kỹ cho mọi người xem nha. Đây là cái chất liệu vải của nó. À, cái tem của nó đây nè, Made in Germany. Còn tươi ha, quá trời tươi luôn. Rồi ok, mã số 12, giá 750, dành cho những ai 55 cho tới 65 kg. Rồi tiếp theo là mã số 13. Đây, một cái thương hiệu Lacoste nha. Chà, cái áo này có cái tay đã quá. Thun nó giống như lưới vậy này, cầm cho nên cầm lên nó rất là nhẹ luôn. Em để ý những cái áo nào mà cái thun nó giống như lưới là cái áo nó nhẹ hiều à. Mấy áo này mặc rất là thoáng khí nè. Rồi, mã số 13, có chiều ngăn nách là 44, chiều dài là 65.
dành cho những ai từ 50 cho tới 57 kg, giá là 800.000, một cái thương hiệu Lacoste nha. Anh chị mình nhớ để ý nha, cái áo này dài chỉ có 65 cm thôi nha. Anh chị nào mà chấp nhận chịu mặc nó ngắn ngắn một chút thì mới mặc cái áo này được nha. Tại vì thường á, từ từ 69 70 trở lên á thì mới 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 là dài, còn nếu mà 60 65 trở lại thì nó sẽ hơi ngắn. Nhưng mà em thì em áo đạp xe thì không có mặc dài đâu mọi người. Tại vì càng mặc dư dải ra ngoài thì nó càng cản gió chứ chứ đâu có gì. Đây là phía sau ha, phía sau nó còn khóa giờ mới luôn rồi. Thùng nó giống như lưới nha, cho nên cầm lên là nó chắc chắn là nó nhẹ rồi đó. Cái áo này giá 800 ngàn nha, thương hiệu Lacoste nè. Ồ, cái tay này là em thích cái tay này đây, giống như hồi nãy, giống như áo hồi nãy, một cái bảng nè, cái bảng thun. Quảng thun khoảng 8 9 cm. Một miếng thun. Mấy cái áo này mặc vô nó ôm vô cái bắp tay đẹp cực kỳ luôn. Rồi, ok, áo này đã quá. Trời ơi. Rồi, mã số 13. Giá là 800 ngàn dành cho những ai từ 50 tới 57 kg. Nhưng mà chiều dài nó là chỉ có 66 65 thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 14. Mã số 14. Ồ, áo này cũng quá nhẹ luôn, cầm lên nó nhẹ là biết áo xịn rồi đó. Rồi áo số 14 thấy cái lá cờ ý rồi kìa. Áo số 14 có những ngăn nắp là 50, chiều dài là 69, dành cho những ai từ 55 cho tới 65 kg mặc. Giá là 650 ngàn. Đây phía sau. Ồ, có hình hai cái lá cờ, một cái lá cờ gì đích, lá cờ của ý. 650 ngàn. Ồ, cái lai phía trước của nó cũng là một miếng thun rồi nha mọi người. Cái lai phía trước là một miếng thun, giống như cái thun của cái lai tay áo hồi nãy giờ vậy đó. Cái tay áo thì không có cái miếng thun, nhưng mà cái lai ở dưới là một miếng thun. Mà áo này cầm tay nó rất là nhẹ nha. Rồi, áo này chắc chắn là Italy rồi đó. Để em coi cái tem nằm đâu. Coi tem cho chắc cú, chứ để em thôi nó không phải Italy cái là rồi à. Tay Make in Italy ha, trong cái áo nó để là size M nha. Áo này cầm lên rất là nhẹ luôn, nhẹ như giấy. Rồi, ai vừa cái này thì lụm lẹ. Số 14 giá 650, dành cho người 55 65 kg mặc. Rồi, tiếp theo là áo số 15. Anh chị mình thích cái áo nào á thì anh chị mình chụp hình cái màn hình cái chỗ mà nó có cái mã số đó, cái mã số, ví dụ cái này là có số 15 nè, nó có cái mã số á. Chụp cái màn hình cái là em trả lời rất là lẹ. Rồi, mã số 15 là cái áo mới ha, áo này chưa qua sử dụng luôn. Mã số 15 có chiều ngăn nách là 49, chiều dài là 68, dành cho những ai 65 cho tới 70 kg mà giá là 600 ngàn. Một cái thương hiệu của Sugoi Canada. Áo này là áo mới chưa qua sử dụng nha, giá 600 ngàn thôi. Áo mới luôn. Ai không thích mặc qua áo cũ thì chọn cái áo này, áo mới. Chất liệu thun của nó cũng rất là nhẹ nha, nhẹ mịn. Make in Salvador. Rồi size đến để là M M, áo mới. Rồi giá 600 ngàn dành cho những ai là 65 70 kg, mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Ồ, áo này còn mới dữ ha. Coi make in không đây. Chưa thấy make in. Áo số 16. Make in China rồi, thấy rồi. Áo này là make, để nó để là make in China nha. Nhưng mà hàng này là cũng là em mua từ bên Nhật về hết, toàn bộ hàng mình hôm nay. Rồi áo số 16 có chiều ngăn nách là 56, chiều dài là 72, dành cho những ai từ 70 tới 75 kg. Giá là 450 ngàn. Do nó mặc dù là nó còn rất là mới, nhưng mà do nó là để là Made in China cho nên là em cũng mua được với cái giá rẻ 450 ngàn thôi mọi người. Màu trắng này nó còn tinh khôi lắm nha. Em mua đồ thì thường là em nhìn vô cái tem, cái mạc á. Đây là trong áo là để size L ha. Bên trong bên ngoài thì còn mới như y như nhau luôn. Rồi mã số 16 giá 450 thôi nha, ai 70 75 kg mặc là vừa. Cái chất liệu thun nó rất là mịn. Rồi tiếp theo là số 17.
17 là một bộ à, cái này là một bộ. Để coi coi, em coi make in coi ở đâu trước cái đã, không thấy cái chữ make in ở đâu hết nha mọi người. Trong cái áo nó để là size M. Ồ, nó phối màu cũng đẹp quá ha. Đây cái quần à, cái quần, bộ quần này còn mới quá, bộ đồ này còn mới à. Rồi mã số 17 là một bộ đồ. Cái áo á, nó có chiều ngăn nách là 49, chiều dài là 69. Còn cái quần á, thì cái ống nó là 19,5 cm nha. Thì dành cho những ai từ 63 cho tới 63, 68 kg mặc là vừa. Giá là 950 ngàn một bộ như vậy nha mọi người. Dạ cái nào em bán, em trưng theo bộ thì em bán bộ nha. 950 ngàn là dành cho những ai từ 63 cho tới 68 kg mặc là vừa nha. 63 cho tới 68 kg. Cái này á, cái bộ này em nghĩ là của Merida nè. Trước sau bên hông gì nó đều có chữ Merida hết á. Đó, mọi người nhìn phía sau ha. Cái tay nó còn mới, hết sức mới luôn. Quá trời mới luôn rồi. Đây là chất liệu thun bên trong của nó ha. Rồi, ok. Em cho qua nha. Bộ số 17 này là giá 950, dành cho những ngày 63 cho tới 68 kg. Rồi, ok, tiếp theo là số 18. Số 18 này cũng là một bộ luôn nha mọi người. Chà, cái thùng này cái bộ nhẹ nha, cầm lên thấy nó nhẹ rồi đó. Ồ, cái này là bộ yếm mọi người ơi. À, cái này là cái yếm nha. Cái yếm. Ồ, cái thùng này giống như dạng như lưới rồi. Rồi cái bộ số 18. À, cái áo thì có chiều ngăn nách là 49, chiều dài là 67. Còn cái quần á, thì cái ống của nó là 19,5 cm, dành cho những ai từ 65 cho tới 70 kg hoặc hơn 70 kg một chút mặc vẫn vừa nha. Là do nó có độ giãn dữ lắm. Cái này à, trong áo nó để là size L. À, tem của nó là tem nó để là Made in China nha. Made in China nhưng mà độ xuất Nhật thì nó có chữ Nhật ở bên dưới nè. Tem nó là tem chữ Nhật không à. Nhưng mà được cái là cái này cái thun của nó rất là mịn nha. Cái màu vàng của nó còn tươi nè mọi người thấy không? Đây là phía sau nè nha. Nè, phía sau của cái yếm nè nha. Đó. Ờ, hồi nãy quên lật cái yếm kia ra bên trong ha. Xin lỗi à. Thôi kệ, anh chị nào muốn coi cái phần cái yếm bên trong á thì liên hệ với em chụp hình cho coi nha. Cái hồi nãy quên quên lật ra bên trong rồi. Đây là cái yếm ha. Bên đây có chữ gì đây nè. Dạ cái yếm này á, cái ống quần của nó là một miếng thun nha mọi người. Một cái miếng thun luôn. Đó, mặc như vậy nó sẽ ôm vô cái đùi mình rất là đẹp luôn. Để em lật cái yếm bên trong ra cho mọi người xem nha. Đây. Đây là yếm bên trong. Còn cái yếm cũng còn mới luôn. Giờ em thấy cái yếm này dường như là nó không được dày lắm nha. Đó. Nó chỉ nó nhột, nó có lớp mút. Cái yếm này cũng còn khá là mới nha mọi người. Nhưng mà có vẻ như là nó không được dày như những cái kia thôi. Nó cũng dày đó nhưng mà không quá dày thôi nha. Còn anh chị nào muốn biết thêm thì cứ việc liên hệ với em để em gửi hình cho coi cụ thể. Quan trọng là cái phía ngoài này á, là nó không có bị sờn, bị bong chóc gì hết trơn nha. Em đã kiểm tra hết rồi. Cái ống này đã quá, cái miếng thun nè. Cái miếng thun này nó ôm vô cái đùi đã quá. Nguyên miếng thun. Cái áo cũng vậy nữa nè. Ồ. Nó là miếng thun luôn, nó ôm vô cái tay luôn. Cái thun này nè. Ngay chỗ phần cái tay này là cái thun 4 chiều nè. Cho nên là nó rất là giãn nha. Nó giãn cho nên nó ôm vô cái bắp tay mình rất là đẹp. Rồi mã số 18 em xin cho qua nha. Bộ đồ này giá là 1 triệu 350 ngàn nha. À, dành cho những ai là 65 cho tới 70 kg mà. Rồi tiếp theo là số 19. Mười chín là một cái yếm.
Đây, chà, yếm này cũng còn khá là mới nha. Ở trên cái yếm này em thấy nó để là cái size M. Size M. Đây là phía sau ha, còn khá là mới luôn. Ở đây cái thùng nó bóng bóng, size M. Cái đây là cái, à quên, đem đọc cái thông số. Mã số 19 đó là có cái ống quần là 20, là 19 cm nha. Có cái ống quần 19 cm dành cho những ai là 63 cho tới 68 kg mặc. Giá là 800 ngàn. Cái yếm này giá 800 ngàn. Đây là cái thương hiệu Quay Quanh Made in Japan nè. Cái tem nó còn mới ghê. Nó còn khá là mới nha. Từ cái đai màu trắng này nè cho tới cái phía sau này. Đó, thường nó sẽ sờn bong chóc ở đây trước, nhưng mà cái này là không có nha. Chỗ này, cái này là thun thun 4 triệu luôn nè, cho nên mức độ co giãn nó rất là cao, mặc nó gom vô người rất là đã luôn. Thường những cái loại thun 4 triệu này nè là nó rất là nhẹ, mặc vô nó cảm giác nó rất là nhẹ do nó giãn được 4 triệu. Rồi, mã số 19, giá là 800 ngàn. Một cái yếm của Nhật, của Gia Băng. Rồi, tiếp theo là số 20. Số 20 cũng là một cái yếm nữa. Một cái yếm Canon Đeo, chà, Sugoi. Sugoi là thương hiệu của Canada. Cái này có chữ Canon Đeo nè. Yếm này còn quá trời mới luôn rồi. Đẹp quá. Canon Đeo. Rồi, số 20 này có cái ống là 18 cm, à, dành cho những ai là từ 50 cho tới 60 kg. Giá là 900 ngàn. Đây, phía sau nha, có chữ physics ha. Có chữ physics. Rồi, em coi tem nó coi. Sugoi nè. Kiếm make in coi. Tem make in nó nằm đâu rồi, không biết nữa. Ây da, sao chưa thấy make in. Hay là ở trên cổ, à đây nè, à trên cổ nè. Trời ơi, không thấy, không thấy đường. Make in, em thấy có chữ Italy nào, chắc là make in Italy đó mọi người ơi. Cái gì đó của Italy đó, là của một cái vùng nào đó của Italy đó. Sugoi, rồi cái này là của Ý nha. Trời ơi, nó in mờ quá, đọc. Đây, cái bỉm này đây, bỉm này là có vẻ như là dày nè nha, dày hơn mấy cái nãy giờ. Có in chữ Sugoi lên luôn. Canon đeo. Yếm dày ghê luôn. Em thì thường em ít thích là mặc mỏng mỏng thôi mọi người ơi. Em không có thích mặc dày, dày nó cộm quá. Nhưng mà cũng tùy sở thích của mỗi người thôi. Cái phần thun này là thun 4 chiều nè nha. Còn mới ghê luôn á. Bên đây có chữ Canon đeo. Rồi, mã số 20. Giá là 900 ngàn nha, dành cho những ai là 50 cho tới 60 kg mặc là vừa. Rồi, tiếp theo là số 21. Số 21 Sugoi, rồi một cái thương hiệu của Sugoi. Màu xanh. Màu xanh da trời. Rồi, mã số 21 có cái ống là 20 cm, dành cho người 60 cho tới 68 kg mặc. Giá cũng là 900 ngàn luôn nha. 900 ngàn. Cái thun này nó không có bóng có mượt như cái thun của Physics hồi nãy, nhưng mà nó cũng là thun 4 chiều luôn nha, thun giãn 4 chiều hết. Giá 900 ngàn. Make in Morocco. Make in Morocco. Rồi. Cái hồi nãy cũng chắc make in Morocco luôn hay gì đó mà có chữ Italy phía sau. Rồi, cái đây là cái yếm của nó ha. Cái này cái mút này cũng khá là dày nha. Còn mới luôn. Cái yếm này còn khá là mới. Cái miếng lót bên trong nó cũng còn mới nữa. Bên ngoài nè mọi người nhìn nè, chưa có một cái vết xước nào hết. Có cái logo có chữ Sugoi ở đây. Ồ. Đây là cái chỉ để bám vô đùi mình ha. Chỉ này nó còn mới nè. Nếu mà cũ nó sẽ bị nứt 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 mấy cái chỉ này nè, do này là nó bằng nhựa. Nhựa nó in ở đây nè, xài lâu ngày nó sẽ bị nứt 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 ở đây hết. Mà này còn mới nha. Rồi, mã số 21.
giá là 900 ngàn dành cho những ai 60 cho tới 68 kg. Tiếp theo là số 22 đó. 22 cũng là một cái yếm nữa. Chà, yếm này có bộ size bự rồi nha. Nên nhìn thấy nó bự dữ vậy. Rồi, mã số 22 này là một cái thương hiệu Sportful. Đây, thương hiệu này là nổi tiếng à. Đa số là của Italy á. Có cái ống là 19.5 dành cho những ngày 65 cho tới 70 kg, mà giá là 900 ngàn. Đây là bên hông của nó ha. Nó còn khá là mới nha, một cái thương hiệu Sportful nè. Sportful này đa số là make in Italy là nhiều. Còn khá là mới nha. Sportful. Trong này nó để size L. Có make in không đây, in chữ nhỏ quá. Không thấy make in ở đâu đây. Thường cái thương hiệu đây là Made in Hungary. Trời ơi, chữ nhỏ quá, mất thời gian quá. Made in Hungary, đây là cái biển của nó ha. Rồi, em lướt nhẹ nhanh nhanh cho mọi người nha. À, quay phía trước, quay phía sau, quay cái biển, đọc kích thước. Đó. Rồi, mã số 22. Giá là 900 ngàn dành cho những ai 65 cho tới 70 kg. Tiếp theo là số 23, cũng là một cái yếm nữa. Bữa nay yếm cũng khá là nhiều ha. Yếm này là hàng của Pearl Izumi. Rồi, cái hàng này là Made in Japan là chắc chắn rồi. Hai bên nó có hai chữ Shimano. Rồi, mã số 23 có cái ống là 19cm dành cho những ai 65 cho tới 70 kg. Giá cũng là 900 ngàn luôn. Đây là phía trước ha, rồi đây là phía sau. Cái quần này nó nổi cực kỳ luôn nha. Shimano. Độ co giãn cái thun của nó mỏng, nó mịn nha, nó rất là mịn, giống như lụa nha, gờ vô giống như lụa, nó cũng bóng bóng, nó cũng ánh ánh kim lên rồi, giống như lụa vậy đó. Hàng này là chắc chắn là Made in Japan rồi đó mọi người ơi, Pearl Izumi. Đây là cái biển của nó ha. Rồi, ok, mã số 23. Giá 900 ngàn dành cho những ngày 65 cho tới 70 kg. Tiếp theo là số 24. Cũng là một cái yếm nữa, cũng là bên Izumi nữa. Cũng là một cái yếm bên Izumi nữa. Cái chất liệu thun này giống như cái thun hồi nãy vậy. Nó mềm, nó mềm, nó rủ xuống giống như ton, chất liệu to, giải ton của mình ở đây vậy. Số 24 là có cái ống là 18.5cm dành cho những ai 60 cho tới 70 kg, giá là 700 ngàn. Một cái thương hiệu của bên Izumi nha. Đây, logo của nó nè. Made in Japan. Đây, biển của nó là một miếng mút mỏng vậy thôi nha mọi người. Nó không có nhô lên cao giống như những cái nãy giờ nha. Đó. Đơn giản mỏng, một miếng mưa xốp mỏng vậy thôi. Rồi, ok, giá là 700 ngàn dành cho ai là 60 cho tới 70 kg, mặc là vừa. Rồi, tiếp theo là số 25. Mã số 25. Một cái thương hiệu Lacoste nha. Một cái quần. Một cái quần Lacoste. Lacoste. Mã số 25 có cái lưng là 32cm, cái chiều dài là 33 và cái ống là 19. Chiều dài sao mà 33 được, là đo lộn rồi. Nè, 30 nè. 30 nè. Như 15 là 45. Rồi, dài 45cm. Cái ống là 19cm, còn cái lưng là 32cm dành cho những ai từ 63 cho tới 68 kg, mặc vừa. Cái quần còn khá là mới nha, khá là hoàn chỉnh luôn. Hiệu Lacoste con gà. Hai bên hông đây nè, bên hông này có chữ Lacoste ha. Ở là bên trong mà nó có cọng dây nữa nha. Cái lưng này là lưng thun nha, nhưng mà nó có đệm thêm cọng dây nữa, trừ hao cho những người nào mà hơi hơi nhỏ con á,
mà sợ nó không có ôm chắc cái lưng của mình á thì sử dụng cọng dây này, còn bình thường bỏ cọng dây đó cũng được. Đây là cái mạc của nó ha, lê có cái bỉm của nó đây, nó có những cái lỗ trên cái bỉm nè, cái này là để giải nhiệt quá thoáng khí á mọi người. Rồi ok, quần này đẹp quá trời rồi, mượt mà luôn, không có lỗi lầm gì hết, quá trời mới luôn. Này là hàng dùng lướt rồi mọi người ơi. Ở bên Nhật á, mua đồ mà không vừa người ta không có cho trả lại đâu, người ta không vừa thì kiếm ai đó bán hay chia lại đi chứ không có trả lại được, cho nên là người ta mới treo lên người ta bán nè. Thì chính như vậy mà tụi em mới mua được những cái quần còn mới như vậy. Rồi ok, mã số 25, giá là 850 ngàn, quần còn mới tinh, dành cho những ai 63 cho tới 68 kg mặc. Rồi vậy là bữa nay em có 25 cái mã số thôi mọi người. Mọi người coi coi vừa cái nào và vừa vừa kích thước vừa size của mình, vừa mắt của mình, thì nhắn nhắn tin, miễn có chữ chốt một cái là em sẽ giữ giữ cái hàng đó lại cho mọi người, miễn em thấy chữ chốt một cái là em giữ lại. Và mọi người cũng lưu ý giùm em là có những cái áo nó dài, chiều dài của nó nha, em nhắc lại là nhiều khi nó 63, 64, 66 cm, mà ai mà cao từ mấy 67 trở lên mặc vô nó sẽ hơi ngắn nha. Mọi người nhớ để ý giùm cái chiều dài giùm em, còn mua mua xong mà nó ngắn quá là em không có chịu nha. Rồi vậy thôi, em xin kết thúc video ở đây ha, video cũng dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Thì như hồi nãy em có nói là có thể là video tiếp theo là của em là ngày 10 á, ngày 10 tháng 4 á, thì có thể là em sẽ bỏ lỡ video đó nha, em sợ là em lo có sắp xếp công việc nhà không kịp á. Còn nếu mà em tranh thủ kịp thì em vẫn lên video bình thường, nhưng mà em nói trước để cho khách hàng đừng có chờ đợi quá. Rồi ok, em cũng xin chào tạm biệt ở đây ha, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Goodbye.